喂喂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 hôm nay là mọi người hôm nay là người dân ta làm đấy, ta phát hiện có một con quái thú, nó rút vào trong bụi này. Thì tấn công người ta thì hôm nay anh em mình lên đây tìm mợ nhá. Hôm nay nó cả chó đi. Đây ơi. Có gì anh em ơi? Đây, thấy cái nó cũng đỏ đỏ ấy. Ui! Nó còn ở đây không? Còn. Đưa anh xem nào. Đưa ghế ra anh kiểm tra ra. Để con lấy găng lên đây thôi. Ui! Cái gì hổ ấy? Con đưa cho hổ anh em. Đưa cho hổ anh em. Cái găng tay có được bắt không? Bắt được. Cái găng tay bắt rắn mà. Bây giờ phải tính cái gì để bắt từ đó, từ đó phải tính cái gì đó để tránh nó ra. Đấy, em chạy về lấy cái vật. Đừng lấy cái bị nó về đúng không? Đi nhá. Em bị nó về lấy vật. Con này chắc khả năng vô đâu. Phi đấy. Phi đấy. Thật đấy. Ôi, cái thùng kinh nó gớm vậy. Mất à? Đưa anh chơi tôi vào đây, vào đây. Con thuyền nó về lấy rồi. Ủa bây giờ anh phải hay anh bây giờ anh móc nửa tay để hòn đá vì từ nửa đỗ đấy nào. Bắt. Bắt được, bắt tay không đâu. Lắm. Ui, nó to dã man, không lôi được. Lôi được? Không lôi được ra. Nào, anh em lấy thuốc lên. Lấy thuốc nào cơ? Lấy thuốc nhanh lên. Thuốc lúc gì? Cái bên dưới kia chạy nhanh lên.
Mọi người ạ, con này nó ở trong cái hố này, nó khá là sâu này. Bây giờ anh em mình sẽ dùng thuyền để đào bớt ra, sau đó sẽ bắt nhá. Khi về đấy thổi về đấy ấy vật nấu nhỉ. Vậy quyền này cầm vật đéo mãi. Anh cho vào đấy đi. Nhờ nó trên. Mày mày đào đi để anh ấy chứ. Anh đeo găng tay để anh giữ, anh bị. Anh cứ để bị đốt vào đi, để đất nó xuống bị đốt vào. Phi đấy. Lộn méo quá. Chắc nó chui vào, nó chui đầu vào rồi chứ. Vì nó cũng bị đuổi đấy. Nó sợ nó chui đầu vào luôn. Con này chắc ở đây nâu rồi này. Ở đất anh em ơi. À, cứt này. À, cứt của nó đây. Con này ở nâu rồi. Lên. À, đây cắn rồi. Ông cứ bình tĩnh luôn nào. Bị cắn không? Ôi giời. Hơi ở chỗ này thối lắm, hôi lắm. Lên. Ủa. Ôi bắt được rồi em ơi. Nhím vào. Nhím. Ôi giời. Bị. Ui. Con đưa. Ôi như con nào thổi ra đây. Hả? Con gì thò đây? Rắn đây. Rắn con gì? Rắn. Rắn. Con này. Để anh giữ nhím nhá. Ủa thế con này nó phi ở đâu ra vậy? Hay nhím nó chiếm tổ rắn à? Nhím chui vào đấy rồi. Ôi, mày nhím ăn vào ăn rắn. Vào ăn rắn rồi, nhím vào ăn rắn rồi. Thế à? Ú mẹ ơi. Con rắn gì, rắn gì chứ? Ủa bay sao ấy? Bay. Ui, cắn nó thôi, từ đây cắt khéo. Ui, thằng hổ mang ơi. Ôi ôi này. Một đống luôn. Ôi. Này, bị đầu con này mà cúng luôn. Cái túi nữa đây. Đây luôn. Để cái túi mà hôm nay bắt đầu đi rắn này, mang đây. Lấy cái heo nó tiến. Giữ tay. Hay bị cắn. Ôi. Hay bị cắn. Ôi giời. Bóng. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Tầm cao cao lên tí đó. Đấy. Đúng rồi. Cũng bài gớt. Đúng rồi, nhìn mặt nó. Đúng rồi, nhìn mặt nó. Thôi, nó đây đi. Ủa, chắc không có đôi à? Mấy con anh ơi. Còn là bà tươi, bà tươi đó rồi. Cháu rắn cứ ăn nhím ấy. Nhắn nó nhím ăn rắn. Nhím ăn rắn, nhím ăn tạm. Ui nó nằm mặt đấy. Mấy con. Ui gớm nhá. Ui ôi này. Ui ôi. Xong xả. Xong xả định quay gặp. Ui ôi. Hay còn dưới bị cắn rồi kìa. Hay bị cắn rồi, hay bị cắn rồi, nằm thấy nằm yên lắm rồi. Có cái là túi nó ra đi. Bốn con. Anh em mày mắt được bốn con nhím, bốn con rắn, một con nhím mà nhá, con nhím này khả năng bị rắn hổ mang cắn rồi sao, yếu rồi. Vào cắn rắn này. Thì mọi người ơi, có lẽ cái video của anh em sẽ kết thúc ở đây, và thấy hay ủng hộ cho Quyền Fishing nhá. Chào các bạn, hẹn các bạn video nhá. Chào các bạn nhá. À nhìn này. Ui, nguy hiểm chưa?